Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã làm cho mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dâng cao rất nhanh, nhiều nơi đã bị chia cắt. Riêng tại huyện miền núi Sơn Hà, trong ngày hôm nay đã có gần 1.000 học sinh phải nghỉ học do nước lũ. Trước diễn biến phức tạp này, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã ra công điện chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân và tài sản nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm các địa phương kiểm tra chặt hoạt động an toàn của các hồ chứa đồng thời theo dõi kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú trước diễn biến nguy hiểm của thời tiết